bốn nút ấn với bốn còi hai trong và hai ngoài, và bất kỳ một nút ấn nào cũng có thể ấn mà để đồng thời bốn cái còi đều kêu được. Thì đây là yêu cầu của anh. Những đặc điểm nổi trội của mình mà không một đơn vị nào làm được, đó là tính tiện lợi cũng như là thông minh của sản phẩm. Ví dụ như là rất nhiều nút ấn có thể học được trên một mạch và không có một cái mạch nào trên thị trường làm được cái đấy, bởi vì mạch này mình thiết kế riêng. Đồng thời hệ thống còi hú âm thanh cũng đặt theo nhu cầu tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm thì sử dụng nguồn điện 12V, phòng khi là trộm có thể cắt nguồn điện ở các ngân hàng tiệm vàng, làm vô hiệu hóa hệ thống điện 220 thì chúng ta có thể sử dụng điện nguồn điện 12V, mà bất kỳ lúc nào cũng thể sử dụng cho bình ắc quy hoặc nguồn điện 12V khác thay thế cho phòng trường hợp khi là bị cắt điện. Bây giờ mình bắt đầu test. Ví dụ đơn giản bây giờ mình ấn nút một cái thì đồng thời bốn cái còi đều kêu. Đây là mình thực nghiệm hai còi vì cái âm lượng nó quá to, có thể làm thủng màng nhĩ. Mình ấn một cái là cả hai cái đồng thời kêu. Bây giờ mình rút một cái đi, rút một cái nguồn để tránh việc âm lượng nó quá to. Thì mình bắt đầu ấn từng nút một, bạn có thể nhìn đấy, vừa tắt vừa mở. Nút thứ hai, nút thứ ba, nút thứ tư. Việc sử dụng linh hoạt nhiều nút ấn trong các tiệm vàng cũng như là ngân hàng thì đảm bảo tính an toàn cho cái người các nhân viên cũng như chủ các tiệm, để mình có thể giấu các nút này ở bất kỳ vị trí nào, phòng trường hợp trộm vào bất ngờ. Mà nếu mà chỉ dùng một nút ấn mình không biết cách xoay sở như nào thì kể cả trong trường hợp mình bị trói tay trói chân, mình vẫn có thể dùng ngón chân để có thể ấn nút khởi động hệ thống báo động để báo cho những người hàng xóm cũng như lực lượng an ninh xung quanh biết để kịp thời cứu mình. Với âm lượng là 110 decibel, có độ vang xa 100 m. Khi mà ứng dụng nhiều còi một lúc thì âm thanh rất là khủng khiếp. Nút ấn nhạy cho khoảng cách 100 m, có khả năng chống nước. Mình có thể thiết kế các nút ấn này các cái vị trí khác nhau giấu đi, và phòng khi trường hợp mà mình cần kích hoạt nó thì mình có thể bất kỳ vị trí nào mình có thể kích hoạt để báo cho những người xung quanh như hàng xóm của mình.